không di chuyển được. Và hai nữa là nhìn này, ủ ở bên kia nữa. hiểu chưa? Đây sơn gì đấy? Mai mấy giờ anh đi anh? Mai anh ngủ dậy anh đi. Cô đi vào ngủ đi cô. 3 giờ về rồi đi vào ngủ đi. Vào nghỉ cho nó đỡ mệt em. Hả? Tôi biết rồi. Con Mata đi về rồi. Không về Sài Gòn. Không, về Nam Định. Hả? Về Nam Định. Đây là cái gì? Về Nam Định. Gì đấy? Anh được ấy. Ba triệu nó cho rơi một phát tận xuống đây luôn ạ. À. Không biết cái này nó di chuyển đến đâu. Chồng ơi. Chồng ơi. Ừ. Mọi người biết không? Này. Vợ em mang đi, vợ em mặc đấy. Đáng yêu. Thiệt là đáng yêu. Anh. Cái đấy cho anh mặc được đây anh ạ. Mọi người biết không, em định mãi và em mới mặc các bộ đồ như này để đi ngủ ấy. Đấy, vợ mặc này xem đi ngủ đúng không? Đi ngủ là gút. Ui. Được được được, nó cho lên tận này được này. Vợ mặc này đi ngủ nhá. Đỡ phải bắt cua. Hello chị Anty. Chào cô con vũ. Thank you. Ôi. Nhàn nhỉ. Ui sời, ui sời. Mày nhìn thấy gì không? Thôi anh ạ. À. Kinh năm anh ơi. Chị Vi mặc còn đẹp chứ anh mặc nhìn. Anh ăn. Hôm nay nhá. Không có người ta chơi cho mình đối cái chỗ điểm mà mình té đầu lần đầu tiên sao ấy. Ui ui được được được. Đi happy birthday Trang. Happy birthday ai? Happy birthday anh. Anh nào? Anh fan vợ. Chồng không biết. Ồ. Rồi. Bữa này mình chưa đi mà. Đúng đẹp chồng. Đẹp không? Đẹp. Gift chồng tiền mua đi. Vợ quần áo vali chồng chứ? Ui. Có hai vali. Vali à? Không, một hai vali nha. Hai vali nhỏ, một vali to. Vợ đi Tây Lan mua nhiều, mua quần áo nhiều. À đây à. Ok. Tôi chồng cũng mua ở Việt Nam. Ở Tây Lan à, Việt Nam em mua Tây Lan hả chồng? Chồng mua Thái Lan. Ừ. À chồng mua Việt Nam. Mọi người Việt Nam, gái. Gái mua Thái Lan. À con gái thì con gái thì mua ở Thái Lan thì. Nhưng mà chồng là con trai. Chồng là con trai thì chồng mua ở Việt Nam. Nãy đóng tủ người ta vào. Đùa chán thật. Phá đảo đấy. Cô tính là mình chưa đi. Mình cũng phá đảo này. Ơi. Ở đâu? À, con túi chồng. Thái Lan nóng đúng không? Ừ. Đây đây chồng mang quần áo
Copy. Copy. Hả? Copy. Tại sao copy cái gì? Trong lấy cái gì? Chồng mang quần áo cộc. Đang đắt lắm đúng không? Bấm anh ơi. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. Ui, nhập. Ok. Nga đâu? Bấm bấm. I think I forgot to turn off the kettle at home. I need to go back. Or whatever. Cô xong rồi. Ai trưởng thật. Thôi xong. Thôi. Ấy. À. Đến bao giờ mới quên được người mình yêu. Ui kìa. Vãi chú. Ở đây là ngày mai chồng. Ừ, ngày mai. Ok, lúc này nó lên là chỗ nào nhỉ? Sometimes it's hard to choose the right path, but don't be afraid. You can always repeat. À. Đúng rồi. Một dàn quần áo chị Nga thì tặng cho mình thì tại sao mình không nhớ ra nhỉ? Rất là mệt mỏi. Đúng không? Có đồ cho em không anh? Thế chứ? Cho em một cái. Không. Tại sao mình có thể lãng chịu như thế được nhỉ? Cảm ơn chị. Sometimes it's hard to choose the right path, but don't be afraid. You can always repeat. Em còn thương em mãi. Ủa áo đẹp với anh. Không. Mày biết ai tặng anh không? Ai à? Chị anh tặng. Chị Nga đúng không? Mày hỏi làm gì? Lúc này em nghe thấy anh nói. Hello. Rồi. Áo này mà kết hợp với cả quần này nữa thì... Anh đã phải mặc áo sơ mi xong rồi đóng thêm cả cái quần jean ống to to một tí. Boy phố phải không? Nhưng mà anh các bộ này anh nghĩ là nên để đi sự kiện em ạ, bởi vì là các bộ này nó đẹp lắm. Boy phố cổ.
nên nên để đi sự kiện thì đẹp hơn. Thôi kệ đi. Đâu thì em ngắm phát ngay. Lúc khác mua. Tí nữa em check xem thử chỗ nào bán em mua. Ở Việt Nam còn gì có mà check em. Áo thiết kế thì em check ở đâu hả em? Mày check hộ anh cái. Mày check xem có chỗ nào bán thì anh mua đấy. Mão ơi. Dạ. Có khi mày check đi xem có chỗ nào bán thì để anh mua thì mấy cái nữa. Ôi chứ... anh thì chỉ cần anh ai chụp mẫu ngày mai là có hàng fake ngay. Mai em bảo Tuấn Anh thiết kế cho em áo rồi. Để mặc đi chơi đã nhưng mà nó hết. Bây giờ có mấy cái quần áo đẹp nó hết mất thì làm nào. Không, cái áo này chắc chắn là phải đi sự kiện thì mới mặc rồi. Ui. Đâu cho em. Anh khoe thôi. Anh cất ở trong cái tủ đồ ở bên chỗ phòng live stream nhá. Tông mà chết. Mai em sang em lấy. Người Mão thì coi như là chấm dứt luôn. Còn đúng con số 0 luôn. Áo đẹp ý. Ông áo này chắc chắn em phải để đi sự kiện mới mặc. Đâu anh mặc thử vào xe thử anh. Thử. Đây. Đây, nó là như này. Xin nhớ. Em thích các kiểu áo như này lắm thề. Có chín đúng. Áo sơ mi anh. Không áo. Anh... mùa đông em không mặc hết thì làm nào nhỉ? Ui anh không cần phải lo, anh không mặc hết. Anh cứ đưa cho em, anh không phải lo. Mất đi mọi người ạ. Anh thì quay cam được, anh cất ở đâu nào? Để em mang em sang em mình check. Nhiều khi thế mọi người ạ, khổ lắm chứ. Nhà có ông anh thì quần áo toàn quần áo đẹp, toàn lấy đồ của ông anh mặc. Chạy bình tĩnh lại nào, lấy cái tốt này nào. Quần này anh mặc không vừa đâu anh ơi, mặc không đẹp đâu. Hả? Quần này anh mặc không đẹp đâu, đưa em mặc. Em à? Thôi anh sẽ mang sang để anh chụp ảnh em ạ. Thế chụp ảnh xong rồi về cho em mặc nhé. Còn mấy bộ này em sẽ để dành mọi người không? Mấy bộ này em sẽ để dành để còn một chuyến du lịch nữa. Nói chung là trong cái chuyến du lịch này của vợ chồng em là sẽ có vài chuyến nữa. Có một chuyến vào nhà hai má. Tuy là quần cũ nhưng mà nó vẫn đẹp lắm. Đây là không sao cả. Không sao, đưa em mặc cho. Sao mình đầu tiên mình không nghĩ ra là còn đồ của chị Nga tặng nhỉ? Và mình vẫn cất giấu, mình bảo là phải ở sự kiện nào đấy mình mới mặc. Cũ người mới tàn. Đâu cũng là cũ với em à. Quần đấy thì em cũng là cũ mà. Cũ của em à. Cảm ơi à. Không nhiên, cảm ơn nha. Anh đi. Ai lấy 10 triệu. Thôi em nó đùa thế, ai lấy đồ khi nào mà anh
Mua vali là gì? Vali là gì? Hả? Lên kiểu gì nhỉ? Vali là gì lên? Đây chồng con đi ở đây. Ok luôn. Vợ ở đây nhá. Dạ. Quần áo vợ ở đây nhá. Dạ. Nhìn. Dạ phải nhìn đi. Chết mẹ rồi. Đây nhá, quần áo vợ ở đây nhá. Sao anh ơi, còn thương em mãi. À, bám vào một cái thôi, bám. It's hard to choose the right path, but don't be afraid. Ôi. Always repeat. We learn from our mistakes. Chị nhìn mà trời chói cả mặt em có chị em thi nhá. Có. Em không biết cho con này. Không có à? Đây đến đề thế nào nhỉ? Có không? Chưa con đây lú lắm, thật. Phải đi đường này không? Ô, con chó này. Ê, to này. Ê, to này. À, đi đường nào luôn ta? Ở đường này không nhỉ? Thật chơi game. Đúng rồi, chơi game Ali Up á chị ơi. Nhưng mà em không biết chơi. Chơi nó có bị lú lú sao ấy. À đúng rồi, lên đây. Chờ full setting luôn chứ. Trâm có hay luôn không? Một, cho ngon đi một. Đấy. Quần đu. Ở đây là đẹp chấm. Mặt rồi. Đây, có ở đây. Không ở đây. Đấy. Đây, đây có mặt. Sao bạch chôn xe. Xem. Tút này đúng rồi. Anh em bấm anh ơi. Đây. Đi có đi. Ô. Lú à? Không. Em chui vào đây thì như nó ảo ảo mờ mờ này. Có đi là có. Nào, rơi bây giờ. Ui. Kiểu lên càng cao không khí tao loạn. Ui giời. Tí lại oắng. Rồi. Kiểu video. Chờ nó nhỏ hết cái đít. Mày có ở đây không? Hả? Nóng. Không ở đây. Tại sao ở đây? Cái gì đây? Em trùng nắng à? Ừ. Em trùng nắng đúng không?
Vai. Trời này run lắm. Thôi mình mang thêm quần áo thôi chứ mình mang nhiều gì nhỉ? Vợ tắt rồi, tắt biết. Tắt cái gì bà, suốt ngày nghịch vali. Vợ tắt, tắt. Tắt cái gì khổ quá, chạy vòng đi. Bậy 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 bậy. Vậy vợ vali này. Đây, có ở đây. Rồi mẹ rùi. Đi một mình à? Có cái gì đấy? À, đây là người chồng mua xe ô tô cho vợ. Bất ngờ. Đây nha. Có ở đây nha. Này. Biết xin lỗi cho ông nha, phải biết. Ui. Đây đậu đũa này mọi người. Ừ, giếm đi. Đây. Dạ. Dạ vâng. Ở đây có make up cũng không đánh bản quyền. Không. Ui, cảm ơn anh vừa tặng đống tôi đói. Không à? Mẹ mẹ ăn hộp kem sô cô la của tao à? Đây đây. À đi nhá. À đi nhá. Ở đây nhá. Chờ xem luôn nhá. Có một chút ở đây nhá. Cắt. Không có ăn kem bao giờ đâu. Đi rồi, không biết. Ok luôn. Học nhá. Ok. Có Linh đi cùng. Mai là có cả Linh đi cùng. Mọi người nói là có Linh đi cùng không? Có, vợ nói Linh rồi. Vợ nói Linh ơi, ngày mai có ông Khang, ok đi. Trời mưa mẹ luôn. Mẹ vợ quên nhiều. Mẹ sao mày chưa có game ngu thế nhỉ? Chơi game ngu quá trời. Cắt. Cắt cái thôn đây. Ôi dồi ôi. Chú chồng à? À. Ngày hôm nay em đi trong mưa, thế nhưng lại quên khi không khóa cửa. Bấm anh ơi. Vợ gọi một. Tại sao giống như hay? Vợ quên là chồng một. Những lần lá khi không phải đâu. 15 cái thẻ ở đây. Bao nhiêu thẻ rồi mọi người? Chị Vi. Mình đạt đâu nhỉ? Bấm anh ơi. Dạ.
La hỏi tên thế nhưng lại quên khi không có cửa. Tèo 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 tèo. Khi ước trăm năm. Ngày hôm nay em đi trong mơ. Dạ em không ngủ, em chưa ngủ chị ơi. Em đang giúp anh Đạt cày X5 một tí. Anh Đạt ơi! Em một tí đi nào. Chuối 20 rồi. Gắng lên chuối 100 rồi đi ngủ nhỉ. Còn 80 trận nữa. Chồng ơi. Ừ? Vợ chưa nói Hạnh Phong. Ông trắng. Nói đi. Dạ game only up chị ơi, game ở trên stream. Em là gió giống như ngày hôm nay em đi trong mưa thế nhưng là tim quên không khóa cửa. Ơi để chơi nhỉ. Dạ. Ở đây chồng là có ở nhà. Ở đây chồng là ở nhà. Ở nhà không mắc nha chồng nha. Tay lên đi thiêu đi nhỉ. Nóng quá, nóng quá. Có kia điều khiển nó xe cho chồng nhìn thế nào. Vỡ off thì tại sao? Sợ mà. Em sẽ chơi một con game này. Đây. Khi mà vợ em đuổi em là em chơi con game này. Em sẽ đi sinh tồn một người hiếu. Và chụp vào màu vẫn mất em gì? Màu áo trắng nhá, trắng em đi có tải mà. Ok, bye bye. Nhưng mà lười chơi lắm. Mau ơi. Dạ. Anh có cái này mày có lấy không? Có. Vẫn chưa biết cái gì nhưng mà vẫn lấy. Ui, được anh ạ. Được đấy. Đạt villa đúng không anh? Đạt villa đúng không anh? Đúng luôn. Nhưng sao áo cũ thế, áo mới đâu. Trong tủ này thì nói thì có nhau chứ. Hay thôi anh trông cho mày đến đâu. Thôi cho đi. Bởi vì một cái một cái nữa không biết đâu. Đồ họa nó thật lắm á, nó thật bằng game này không? Đố chị tìm một con nào nó thật, đồ họa thật như con này. Nó có thể hơn bởi vì là máy của em nó yếu, em không chơi được mấy game nặng hơn. Còn cái con game này nó nặng nhất ở trên đồ họa của em rồi. Em chị nhìn nó cái gì? Đó bố. Tôi đi ngủ đi. Tôi sợ là bà kiểu làm việc xong rồi nửa đêm mà lại vào đây mà xem live mà bị ốm, hiểu không? Đừng để boy pha ke hốt anh á. Thế nhỉ? Nhớ mạnh mẽ. Mạnh mẽ.
đấy là lụt luôn. Ngày rồi để mà mắc sẽ tin nữa thì đỉnh nữa. Đúng không vậy? Hả? Giống thật không? Đi ở đâu nhỉ? Cái gì? Có photo rồi bánh mì YouTube ở đâu nhỉ? Ai mà biết được? Ai nhỉ? Có mua thật ở đâu? Ờ kia. Có sai. Ui rắn kìa. Thấy không? Ngày hôm ấy em đi trong mưa, thế nhưng lại tìm quên không khóa cửa. Anh Đạt ơi, hôm nào chơi có game này anh Đạt ơi. Đi trong nói. Thấy bông photo mini bánh mì ở đâu? Hôm nay chụp lúc mà Vi quay YouTube mà có cái bánh mà Vi từng làm ấy. Cái này là xem ở trên điện thoại nó thế thôi, chứ còn chưa đâu. Đâu nhá. Xem trực tiếp cơ, nhìn nó anh Hưng chơi không game này còn bị choáng mà. Anh Đạt ơi, hôm nào anh Đạt chơi game này không? Hả? Hôm nào anh Đạt chơi game này nhá. Game gì? Game sinh tồn. Ngày mai này. 9 giờ thức dậy. 9 giờ thức dậy. Trong xe vợ rồi. Chưa, tao bổ một phát rồi, chưa thích chưa không? Nhìn đi. Có chưa? Chồng có xe vợ, vợ xe rách. Đúng không? Xem chưa? Hả? À, cái mỏ kia. Xem chưa? Cái là trời. Không nào em. Em sẽ cho anh chơi con game này địch luôn á. Chồng xe Linh rồi. Cô vừa gọi Linh đi, ticket ok chưa? Cô Ninh đi. Cô đi. Ok. Vợ ai mà cãi giỏi thế? Vợ nay mọi người nói là vợ ai mà cãi giỏi thế? Mọi người. Cái vợ mọi người. Bây giờ sẽ đi tìm Hả? Con đi hỏi Ninh ở đâu thì cho ông biết không? Không có. À, Ninh lép à? Ninh lép rồi. Rồi con lép đi. Tìm chỗ cất nhà. Đây là cái gì? Dạ. Game kiểu dạng sinh tồn anh. Bốn anh em mình, em với anh với lại thằng Tuấn Tái với lại thằng Ton nữa vào xây nhà. Kiểu đi sinh tồn ấy. Đang đi. Đúng không? Thật á. Đồ họa thật lắm. Kiểu đi sinh tồn ấy anh. Được mấy cái rồi mọi người? Đây phải 15 cái rồi. Được 15 cái. Ê, ăn đi game một. Nốt. Vậy ngày mai chồng PK ai? Ui giời. Linh ơi. Linh. Mũi đốt rồi. Linh ngủ rồi à? Linh ơi. Có, đây nhỉ? Ticket. Anh đã xe ticket chưa? Anh đã ticket. Ừ. Rồi. Ok, bye bye. Ok. Mười. Ngày mai dùng ticket ai? Game này chơi được 4-5 người sao đấy? Game chơi được 4 người. Ông nói có. Bây giờ kiếm chưa là có nguồn nước đó. Nói rồi cái gì? TikTok cancer. Cancer à? Ồ. Ngày mai không có PK mọi người. Ngày mốt. Cái này mà không ăn uống vào chết luôn mà. Hôm nào em tải cho anh chơi thử nhá. Xong anh ngày em mai mình có chắc là ngày mốt rồi xong ngày mốt rồi. Xong anh em mới đi tạo content chơi game này. Cái này đang sinh tồn. Bây
Bây giờ đang kiếm chỗ nào có nước và lại nhà. Nhưng mà cái đấy là cái gì, xây nhà chặt cả chặt chuối nhỉ? Đúng rồi anh. Ui hay lắm. Cầm gậy mà chặt được chuối à mày? Đây. Nó là cái cục đá hiểu không? Xong nó có cả gậy. Đấy, nói chung là cuốn lắm, hôm nào em cho anh xem video. Tí nữa em gửi link cho anh xem, chơi cuốn cực kỳ luôn. Mọi người có bảo kê X5 nhá. Ngày mai VK. Dạ vâng, nói quên chưa. Không, tôi biết. Chồng biết. Chơi PUBG à? Không. Ok. Mà nói là ngày mai nó có PK. Cái này không phải thời tiền sử, cái này là gọi là nó kiểu như là một hai đứa, một đứa con trai, một đứa con gái đi lạc vào trong một cái khu rừng ấy. Vẫn có đồng hồ mà. Quên à. Đồng hồ kiểm tra ở đâu nhỉ? Có Go Thái Lan đúng không? Đồng hồ kiểm tra ở đâu ta? Có Go Thái Lan nó không có PK. Không, vợ chưa nói nha. Đây đồng hồ này theo. Vợ chưa nói nha, là tại sao nè? Vợ Go Thái Lan. Không PK nó qua đang bỏ đi chơi. Đúng. Làm việc. Đúng. Ờ, không có tiền là làm việc. Trông hết tiền rồi. Đúng rồi, lạ ở trên đảo ấy. Trông thế. Hả? Phải nói sao đi nha. Đây. Trông hết tiền rồi đây, vợ nhìn nhá. Đây, ATM trông đây, hết tiền rồi. Trông có ATM trông, ATM hết. Đây, thật. Hôm nay trông có làm việc có tiền đi. Hả? Đây, ATM chồng này hết tiền rồi. Nhìn. Ôi trời ơi. Xin lỗi bạn nhé. Tôi đã cần đồ bạn ạ. Đấy. Hôm nay anh chơi thử game nào, em tải cho mọi người nhá. Chúc mọi người ngủ ngon nhá. Bye bye mọi người. Ok, chưa hết giờ còn mấy giây nữa. Ok. Còn ghi tất của mình còn không biết đâu rồi. Chết mẹ rồi. Ngon nhá. À mọi người đã nhận được một làn sương hơi đen. Chúc mọi người ngủ ngon, bye bye. Em cảm ơn mọi người nha, cảm ơn các anh các chị và các bạn rất nhiều, cảm ơn mọi người, bye bye nhá. Okay, mọi người đi ngủ, ngày mai gặp lại nhé mọi người.